Xin chào tất cả các bạn, vậy là cuối cùng ngày hôm nay mình cũng có cơ hội được trải nghiệm Vinbus, mẫu xe buýt điện đầu tiên tại Việt Nam. Và chắc chắn là sẽ có rất là nhiều câu hỏi cũng như thắc mắc về trải nghiệm của mẫu xe này. Thế thì còn chần chừ gì nữa, chúng ta hãy cùng bắt đầu ngay bây giờ nhé. Trước tiên thì có thể các bạn đang nhìn thấy rồi, đây là mẫu xe buýt điện và có cái màu xanh lá cây là màu chủ đạo. Thì mẫu xe này là mẫu xe chạy điện, thế nên nó cũng sẽ khá là thân thiện với môi trường. Nó có cái màu gọi là màu green, đấy, màu xanh thân thiện môi trường. Chúng ta cũng có những cái đèn chiều sáng thì cũng rất là hiện đại, chuyển sang sử dụng toàn bộ là đèn LED. Về phía cuối này thì chúng ta sẽ nhìn thấy là cái hệ thống chậm sạc. Cái xe này nó sẽ sử dụng cái khối lượng pin là 281 kWh, và với cái chậm sạc 150 kW thì có thể sạc đầy trong vòng khoảng 2 tiếng thôi. Và mỗi một cái ô này thì các bạn có thể nhìn thấy là đặt được hẳn hai xe vào và sử dụng chung một cái cột sạc thế kia. Nếu mà sạc thì chúng ta sẽ mở ngay cái phía dưới này. Đó, thế này là có thể sạc được ngay. Và trong thời gian đầu tiên thì sẽ áp dụng xe này sẽ đi trong nội khu của Vinhome Ocean Park. Sau đó thì có thể đi qua những cái khu ở phía bên ngoài của, từ Vinhome Ocean Park này sẽ đi qua được Royal City hay là Smart City. Và hiện tại thì sẽ tập trung chủ yếu là ở Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Phú Quốc. Có lẽ không để các bạn chờ lâu thì chúng ta hãy cùng nhau thử vào trong này xem xe này nó có cái gì hay. Đấy, đầu tiên là sẽ có cửa điện, nghe êm không ạ? Êm nhỉ? Đây, đi vào. Trước tiên thì đầu tiên là mình nhận thấy là nó cũng khá là rộng rãi, thoáng so với cả những cái mẫu xe bình thường. Ghế ở đây thì chúng ta có một cái điểm hay là ghế có thể quay mặt vào nhau. Đây, ví dụ như một gia đình đi với nhau thì ngồi, có thể ngồi như này mà trò chuyện. Cái phần ghế thì mình thấy là nó cũng khá êm bởi vì ghế này là ghế da. Thông thường những cái xe buýt thông thường là chúng ta sử dụng ghế nhựa thôi. Đấy, thì ở đây chúng ta còn có cả thêm cái cổng sạc. Đây cũng là một điểm khác biệt so với những cái xe buýt thông thường. Về số ghế ngồi thì luôn luôn có 39 chỗ đứng và 28 ghế ngồi. Tuy nhiên nếu như mà có một người đi xe lăn lên thì số ghế ngồi sẽ chuyển xuống là còn 26 ghế. Đây, ở dưới này thì có một cái điểm đặc biệt nữa mình có thể giới thiệu các bạn. Đây là khu vực những người mà gọi là khuyết tật thì họ có thể ngồi ở đây. Ngồi vị trí này hay là kể cả vị trí đứng. Và nếu như với những người mà họ dùng xe lăn ấy thì đây, khi mà mở cái cửa này các bạn có thể nhìn thấy cái này nhá. Đây, phụ xe có thể mở này xuống. Đó. Đây, khu vực mọi người có thể chuyển xe lên trên này. Và cái khối lượng mắc là 350 cân. Xe có thể di chuyển lên đây và sau đó thì đây là khu vực dành cho họ. Cũng khá là hay. Đây, xuống dưới này nữa thì cũng giống như ở trên thôi. Chúng ta sẽ có cái phần ghế ngồi. Và đây là cái khu mà cuối cùng. Thì thông thường mình cũng đã từng đi xe buýt rồi thì ngồi cái khu vực dưới này này nó sẽ rất là chồng chành, rất là bồng bềnh đấy. Nhưng mà cái việc mà mình ngồi ở đây thì nó có cái khoảng trần nó thoáng hơn so với cả những cái xe buýt thông thường, mình không phải lên quá cao. Còn phía dưới này thì mọi người có thể để đồ nữa. Cả hai. Đây, một cái khu vực cũng khá là rộng. Đấy. Mình ngồi cái độ ngả ghế này thì cũng gọi là thoải mái. Được. Và ngoài cái phần hệ thống đèn đây, đèn LED, chúng ta sẽ có camera giám sát. Thì ngay phía sau các bạn đây là chúng ta cũng sẽ có hai màn hình. Màn hình cho người ngồi sau và màn hình cho những người ngồi trước. Thì trước mắt đây thì cái phần màn hình này sẽ chỉ để hiển thị quảng cáo thôi. Nhưng mà ngoài ra thì trên xe buýt này chúng ta cũng sẽ có cái hệ thống Wi-Fi. Hệ thống Wi-Fi này thì là miễn phí, free. Và hiện tại thì theo mình cũng được biết là cái mẫu xe này đi trong nội khu này sẽ dành miễn phí không chỉ là cho cư dân mà ngay kể cả cho những người ngoài nữa. Đó, thì bây giờ mình cùng nhau nhìn thử cái khoang của người này, lái đây này. Đấy, thì chúng ta sẽ có đặt một cái cửa đầu tiên phát ra vào này. Sau đó chúng ta sẽ có cả camera ở đây. Đây, nhờ bạn cameraman đi qua đây nhìn camera này. Đây, sẽ nhìn thấy cái camera này, chắc là cái camera 360. Thì nhìn thấy đây, mình đang đứng ở vị trí này này. Nhìn thấy ở ngoài cái camera phía trước này, camera bên hông. Và hai cái camera này trước và sau thôi. Đó. Đây là nhá, xe điện nhưng mà điều khiển qua nút bấm, xe tự động luôn. Đó, chứ không phải là những cái xe số sàn. Rồi hai cái nút đây, nút mở cửa trước này, nút mở cửa sau. Đấy, như vừa xong mình mở cái nút cửa sau và có thể mở được cái tấm ốp ở phía dưới để xe có thể lên. Hay là ở đây các bạn nhìn thấy là toàn bộ là tiếng Việt. Đấy, các bạn có thể nhìn thấy là hành trình hay là quãng đường tối đa đi được là bao nhiêu. Hiện tại mình đang nhìn thấy là quãng đường tối đa với một cái xe mà đang đầy pin 100% như này này là có thể đi được quãng đường tối đa 286 km.
Và ở phía trên này nữa thì chúng ta có một camera. Đây là một cái camera giám sát và theo AI, nghĩa là nó sẽ nhìn thấy hành vi của tài xế. Và có lẽ nếu như mà tài xế mà có tình trạng buồn ngủ hay như nào đó thì nó cũng sẽ thông báo về hết. Có một điểm nữa là lúc đầu tiên mình cứ nghĩ cái này là cái máy lọc không khí, cho đến khi mà mình hỏi ra thì thực ra nó chỉ là một cái thùng rác thôi. Đấy, và bây giờ thì mình đang ngồi trải nghiệm trên VinBus. Thì đầu tiên là các bạn có thể nhìn thấy là mình ngồi cái vị trí cuối cùng, nhưng mà như lúc trước mình đã chia sẻ rồi đấy, mình ngồi cái khoảng trần nó rất là thoáng. Nhưng mà có một cái điểm đây, đây là cái phần cửa gió điều hòa và nó chạy suốt một cái dọc từ cuối cho đến đầu. Thì nếu như mà ví dụ như bây giờ mình đang gọi là hơi lạnh một xíu đi, thì mình lại không giống như những cái xe bus thường là có thể vặn, xoay chuyển hay là đóng cái cửa gió lại, thì mình sẽ phải chịu như này. Ngồi này một lúc lâu thì sẽ thấy cũng hơi mệt đấy. Mà bù lại thì các bạn đang nhìn thấy đây, hai người mà ngồi đối mặt nhau và hành khách trước mặt mình thì cao khoảng 1m8 đấy, nhưng mà cái khoảng đầu gối thì vẫn không chạm. Và ngồi thì cái ghế khá là êm. Đây, các bạn đang nghe thấy cái tiếng xe di chuyển không ạ? Hôm nay thì trời còn mưa nữa, thế nhưng mà cái cách âm thì mình nhận thấy là cũng ổn, xe thì đi êm. Đấy, và có lẽ là nhiều người khi mà đi xe bus ở phía ngoài đường thì họ rất là sợ những cái bác tài lái ẩu. Thì nếu như là một hệ thống của Vin thì mình nghĩ là có thể các bác sẽ có những cái quy chuẩn nhất định và lái xe nó cũng sẽ an toàn hơn. Có thêm một cái này nữa, đấy là với nhiều người họ rất là kỳ vọng rằng là VinBus họ có thể sử dụng điện thoại hay là thẻ quẹt thẻ như nào đó để có thể lên xe luôn, thay vì là chúng ta phải ra ngoài quầy mua vé hay là làm những cái thẻ theo tháng chẳng hạn. Thế thì VinBus này là nó đã có rồi. Tuy nhiên thì phải trong thời gian tới này, khi mà đã bắt đầu di chuyển ở phía bên ngoài, ngoài đường quốc lộ, thì lúc này thì hệ thống mới có thể hoạt động được, có thể sử dụng được. Còn trước mắt thì xe mới chỉ là đang sử dụng trong nội khu thôi. Thì trong 3 năm đầu tiên, bất kể là cư dân hay là khách ở ngoài thì đều có thể lên xe và miễn phí cả. Vâng, vừa rồi là những trải nghiệm rất nhanh của mình với VinBus, và hy vọng rằng trong thời gian tới thì mình có thể nhìn thấy chiếc xe này ngoài đường nhiều hơn. Video tới đây là kết thúc. Các bạn nghĩ sao về mẫu xe này? Hãy để lại bình luận bên dưới nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.